Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em yêu thích và đam mê hoa lan rừng trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay em cũng có một cái video để cho mọi người đầu tiên là ngắm những cái giỏ hoa lan rừng Hoàng Thảo Đùi Gà. Đây, có những cái mặt bông rất là đẹp và nổi trội. Cái nhị rất là to nha anh chị em nhé. Đây, những cái mặt bông như này thì thực sự là nó rất là đẹp anh chị em ạ. Thì cũng... nhân là dịp cái ngày nghỉ cuối tuần, cũng xin chúc anh chị em, cô dì, chú bác trên mọi miền tổ quốc có một những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, thành công và thư thái trên bên gia đình của mình, bên những cái giò lan trong vườn của mình. Đấy. Thì đây, anh chị em nhìn, cô dì, chú bác có thể nhìn thấy rằng những cái chậu đùi gà nó phát triển rất là khỏe. Đùi gà thân tròn nhé. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, anh chị em nhìn chưa ạ? Và cái cây đùi gà rất là đa dạng về màu sắc. Đây, đây có cây này nó hồng cánh sen này. Đây. Đây. Dạng kiểu tím tím kiểu hoa sen ấy. Đấy. Cái mỗi cái lưỡi, cái mắt thì nó rất là nổi chặt, nổi trội, nó là mắt đen. Đấy. Cực kỳ là đẹp. Thì trong cái video ngày hôm nay cũng xin chia sẻ cho anh chị em một số cái mặt hàng trồng thuần tại vườn để cho mọi người cùng sưu tầm. Đấy, mong rằng là mọi người, anh chị em, cô dì, chú bác trên mọi miền tổ quốc đấy, luôn luôn ủng hộ kênh của Vườn Lan Trường Sơn để kết nối được đam mê với tất cả mọi người nhiều hơn nữa. Vâng, thì em cũng vào video luôn để cho mọi người cùng lựa chọn những cái giỏ hoa ưng ý nhé. Và em có một cái khay hạc vĩ trắng này đấy, cánh có cái đầu cánh hơi phớt hồng cũng rất là đặc biệt. Hạc vĩ trắng hơi phớt hồng ở phía đầu rồi nhé. Đấy là một trong những cái dòng cũng rất là đẹp luôn. Thì trong cái chậu này nó có khoảng độ, em đếm xem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 cái đầu hạc vĩ trắng nha anh chị em nhé. Anh chị em đấu 45 đầu hạc vĩ trắng. 45 đầu nhé. Anh chị em nào mua thì em để cho mọi người với cái giá là 2 triệu. 45 đầu mà chỉ có 2 triệu thì... chắc chắn là anh chị em này nó chưa đến 50.000 một đầu đâu. Mà hạc vĩ trắng thì anh chị em biết rồi. Một lát em quay cho anh chị em cái hạc vĩ trắng này. Và đây là một chậu nhất điểm hoàng anh chị em nhé. Chậu nhất điểm hoàng. Hàng của rừng Lai Châu đấy. Đang chi chít nụ rồi. Mọi người nhìn thấy không ạ? Anh chị em nhìn thấy không? Đấy, rất là đẹp nhá. Nhất điểm hoàng rất là nhiều. Chậu này thì nó đang bắn rễ rất là khỏe rồi. Anh chị em nhìn thấy chưa? Này, anh chị em nhìn cái bàn tay của em để vào đây thì nhìn thấy cái nhất điểm hoàng hôm nay nó chúng chím nở. Cái mùi thơm của cái nhất điểm hoàng này ấy, thì nó có cái mùi thơm mùi cam nha anh chị em nhé. Mùi dạng hương cam rất là đẹp. Đấy. Chậu này thì anh chị em nào sưu tầm em để cho mọi người với giá chỉ có 200.000 đồng thôi. Em bao ship cho mọi người trên mọi miền tổ quốc luôn. Cực kỳ là đẹp và bốn xung quanh luôn. Em trồng bốn xung quanh nhé. Đây, nụ chi chít luôn. Vâng, đây là chậu Sơn Thủy Tiên số 3 này. Chậu này thì rất là to luôn đấy. Đây, bộ rễ anh chị em nhìn thấy chưa ạ? Phát triển rất là khỏe luôn. Để anh chị em cứ yên tâm. Đây, chậu số 3. 1, 2, 3, 4 cành nụ. Đấy, rất nhiều. Thần tư. Đấy, 4 cành nụ. Chậu này anh chị em nào sưu tầm em để cho mọi người với giá là 250.000 đồng nhé. Chậu Sơn Thủy Tiên số 2 này. Anh chị em nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Chậu này thì đây, bộ mầm gốc này. Rất là ổn rồi. Chậu số 2 này anh chị em sưu tầm em để cho mọi người với giá là cũng là 150.000 đồng nhé. Hiện tại thì đang có 4 cái nụ này. 4 cái nụ trên cành này. Đấy. Giá chỉ có 150.000 đồng thôi, rất là đẹp. Đây em có một chậu Sơn Thủy Tiên này anh chị em nhé. Chậu Sơn Thủy Tiên em lên dấu đây, chậu Sơn Thủy Tiên số 1. Đấy, chậu này cũng rất là đẹp, rất là ok này. Chậu này thì còn đang có 1, 2, 3 cành nụ. Đấy, 3 cành có nụ và cũng khá là đẹp. Anh chị em nhìn chưa? Và anh chị em nào sưu tầm cái chậu Sơn Thủy Tiên này em để cho mọi người với cái giá là chỉ có 150.000 đồng thôi nhé anh chị em nhé.
Đấy, 150.000 đồng chậu sơn thủy tiên này này. Và đây em có một chậu hoàng thảo ý ngọc. Đấy, hàng đang nụ nhá, rất nhiều cành nụ luôn. Chậu này thì em để em đếm cho mọi anh chị em này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 cành đang có nụ như này. Đấy, anh chị em nhé, 13 cành đang có nụ. Và bộ mầm gốc thì có thể nói là quá là tuyệt vời luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, tại sao em lại để như này? Để như này để cho cái cây ý ngọc này nó không ưa quá ẩm, cho nên là như này thì dễ nó bắn xuống, thì rất là ổn luôn. Anh chị em này, hàng này hàng mới trồng thôi, nhưng mà nó rất là nhiều hoa nên là chia sẻ cho anh chị em. Anh chị em mà mua hàng kg về thì sẽ không bao giờ được như này đâu ạ. Đấy, qua là sự chọn lọc và lựa chọn rất là đẹp rồi. Thì chậu ý ngọc này em để cho mọi người với cái giá là 250.000 đồng nhé. Chậu ý ngọc số 1. Có cái chậu ý ngọc số 2 này. Chậu ý ngọc số 2. Đấy, chậu này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cành hoa nhé anh chị em nhé. 14 cành hoa. Mầm gốc thì quá ok rồi, anh chị yên tâm là về nó rất là đẹp. Đấy, như này thì mọi người yên tâm về chăm sóc rất là dễ luôn. Đấy, chậu số 2 này em để cho mọi người cũng giá là 250.000 đồng nhá. Đấy, em đánh dấu là chậu số 2. Đây em có một cây kim điệp nhựa siêu hoa nhá anh chị em nhá. Đây, siêu hoa này, tức là rất nhiều hoa luôn ấy. Đấy, chậu này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mắt hoa luôn. Rất nhiều bông luôn. Cái này anh chị em mà về đặt ở bàn thì nó rất là thơm, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, chậu này cực kỳ là đẹp. Mà hàng thuần nhé anh chị em nhé, hàng trồng thuần. Đấy, chậu này em đánh dấu đây là kim điệp số 1, có giá là 200.000 đồng. Em bao ship cho mọi người nhé. Ở đây em có một chậu kim điệp số 2 cho đơn hàng ngày hôm nay. Kim điệp số 2 cũng rất là đẹp, rất là nhiều nụ luôn, đang chuẩn bị nở rồi. Cái này mà anh chị em về chỉ cần đặt nó vào một cái chậu nữa thì rất là tuyệt vời. Đấy, chậu số 2 này em để cho mọi người với cái giá là 150.000 đồng nhá. Đấy, chậu kim điệp số 2, hàng trồng thuần, 150.000 đồng. Và đây em có chậu đùi gà số 3 này, anh chị em nhìn thấy chưa ạ? Cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đấy, chậu số 3 này thì có hai kiểu bông. Một kiểu bông hơi trắng trắng này. Rất là nhiều anh chị em săn lùng cái mặt bông này, bởi vì nó rất là nổi. Có màu cánh thì có phớt màu tím một tí thôi, trong thì màu trắng. Đấy, cái cây này cũng không phải là nhiều anh chị em nhé, nó cũng không có nhiều đâu ạ. Cho nên là anh chị em cứ yên tâm, em trồng thì chia sẻ cho mọi người những cái cây nào nó rất là xứng đáng. Đấy, bên này thì có một cái cây nó màu đậm hơn một chút. Đây, mà bông này thì khá là to nha anh chị em nhé. Anh chị em nhìn cái mà một cái chậu lan mà nó đều đặn, nó tròn trịa như này thì sẽ cảm nhận rằng là nó rất là đẹp. Nếu như chúng ta đặt ở bàn ấy thì nó quá là mê ly luôn. Cái này thì nó mới nở hôm nay là hôm thứ hai thôi, nên gửi đi cho mọi người thì vẫn còn chơi hoa ok lắm. Em đóng thì rất là cẩn thận để cho mọi người cùng ngắm, cùng chơi hoa. Đấy, chậu đùi gà số 3. Anh chị em nào sưu tầm em để chậu này cho mọi người với cái giá là 350.000 đồng nhé anh chị em nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Mà chỉ có 350.000 đồng thôi, cực kỳ là ok. Và đây là chậu đùi gà số 4 nhé. Số 4 này đang có nụ đấy anh chị em này. Đấy, và có cả hoa vừa mới nở thôi. Đấy, còn nụ đây nữa. Đấy, anh chị em nhìn thấy chưa ạ? Cực kỳ là ok nhé. Đấy, chậu này thì em đánh dấu này chậu số 5. Đấy, chậu đùi gà số 5. Rất là đẹp. Đấy, chậu đùi gà số 5. Chậu này anh chị em sưu tầm em để cho mọi người với cái giá là 350.000 đồng nhé anh chị em nhé. Cực kỳ là ok luôn ạ. Hàng thì mới trồng mới nở nên là rất là đẹp. Đây, bộ mầm gốc thì anh chị em cứ yên tâm luôn, cực kỳ là khỏe. 350.000 đồng chậu đùi gà số 5. Chậu tóc tiên hương dừa đây, đang có nụ này, rất là thơm luôn. Màu bông này rất là đẹp, màu sô-cô-la tươi. Đấy, cái này thì để ở bàn thì quá ok luôn. Chậu tóc tiên hương dừa này em đánh dấu là số 1. Chậu này có giá là 300.000 đồng nhé anh chị em nhé.
300.000 đồng. Rất là to đấy, không phải bé đâu. Chậu tóc tiên hương dừa số 1, 300.000 đồng. Đang có hoa và nụ luôn, rất là nhiều nụ. Chậu tóc tiên hương dừa số 2 cũng đang có nhiều nụ lắm nha anh chị em nhé. Đây là nụ này đang lên này. Còn những cái nụ đằng sau này nó sẽ lên nữa. Đấy, nó sẽ ra rải rác. Chậu số 2 này cũng rất là to, rất là đẹp. Nhưng mà chậu này em để cho mọi người với cái giá là 270.000 đồng thôi nhé. Đấy. Tất cả những đơn hàng thì em sẽ bao ship cho mọi người trên mọi miền Tổ quốc ạ. Cuối video thì cũng rất là cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô dì, chú bác trên mọi miền Tổ quốc đã luôn luôn tin tưởng và theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Mong rằng là sẽ có dịp anh chị em lên đến đất Lai Châu, mời mọi người vào nhà, vừa là để ngắm vườn, vừa là để thưởng thức những cái giỏ hoa lan em trồng tại vườn. Em thì chuyên tất cả các loại hoa lan rừng thôi nhé. Em không trồng, em ít trồng hàng công nghiệp lắm. Nên mọi người thâu mà ngắm những cái loài là hoa lan độc đáo trong vườn của em. Vâng, video cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại anh chị em, cô dì, chú bác ở những video clip tiếp theo ạ.